Xin chào mọi người, tôi là My. Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi cũng đã kết hôn được 3 năm rồi và có một con trai. Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên là chúng tôi cũng quyết định là đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Tôi cũng không muốn đâu nhưng mà vì hoàn cảnh nên là cũng đành phải chấp nhận cái cảnh là vợ xa chồng, con xa bố. Anh cũng đã đi được 2 năm và thời gian trước thì anh cũng có điện về cho tôi và thông báo rằng là sẽ được về nghỉ phép 2 tháng. Thế khi mà nhận được cái thông báo đó thì tôi cũng mừng lắm và cũng muốn là cải thiện lại cái phần nhan sắc bởi vì cũng đã lâu rồi vợ chồng tôi không gặp nhau. Thì tôi cũng muốn tìm hiểu một cái phương pháp để nó làm trắng da và cải thiện những nếp nhăn. Tôi cũng có khó lên mạng để tìm hiểu các loại mỹ phẩm và được bạn bè giới thiệu một cái loại mỹ phẩm làm trắng da cấp tốc và cũng cải thiện những nếp nhăn nữa. Tôi cũng mua một liệu trình, mua một hộp hũ để sử dụng. Thì chỉ sau 3 ngày thôi, sau 3 ngày thì làn da của tôi đã trắng lên rõ ràng và mịn màng như da em bé. Thì tôi thấy là hiệu quả tốt quá. Thế tôi mới yên tâm là tôi sử dụng hết cái hũ đó và sử dụng chỉ trong vòng hơn 1 tháng thôi là đã hết cái hũ đó. Sau khi dùng hết cái hũ đầu tiên thì tôi có ngưng sử dụng trong 5 ngày để chờ họ ship cho tôi hũ kem mới. Thì không hiểu sao tự dưng trên làn da của tôi xuất hiện những cái vết mẩn đỏ và bị sưng, ngứa, lại còn rát nữa. Cái tình trạng đó nó không hết mà càng ngày nó càng là nặng hơn, nó bong thành từng màng ở trên da và đặc biệt là càng ngày càng sưng đau. Thế nên là khi mà tôi ra ngoài thì là tôi có phải bịt kín mặt này vì sợ mọi người hỏi là tôi bị làm sao. Và tôi cũng không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái tình trạng này, không biết là những người khác có bị như tôi hay không. Thì tôi có lên mạng để tìm hiểu cái nguyên nhân và tôi được biết rằng là da của tôi hiện tại đang bị nhiễm corticoid. Cái corticoid này là có trong thành phần của những cái sản phẩm làm trắng da cấp tốc, tức là nó có gây cái bào mòn cho da và làm hại da rất là kinh khủng. Tôi thực sự rất là lo lắng và cũng rất là hối hận bởi vì mình đã sử dụng những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi ngoài thị trường như vậy. Cho nên là khi mà lúc đấy tôi cũng rất là buồn và có tâm sự với chồng tôi thì anh cũng có động viên và anh ấy bảo rằng là thôi sẽ tìm cái phương pháp điều trị để mà tôi có thể chữa khỏi được cái làn da. Và hai vợ chồng tôi cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái biện pháp để có thể chữa trị được cho làn da của tôi. Thì cũng được một người bác ở trong họ có nói rằng là hay là cứ sử dụng những cái sản phẩm đông y đi thì sẽ có kết quả tốt hơn và an toàn hơn. Tôi cũng thấy là Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam cũng được phản hồi rất là tích cực ở trên mạng, trên báo chí hoặc là trên những cái diễn đàn rất là đáng tin cậy như là Web Trẻ Thơ hay là Làm Cha Mẹ. Chồng tôi cũng quyết định là đưa tôi đến Trung tâm Da liễu Việt Nam để chữa da. Lần đầu đến với lại trung tâm thì tôi có một ấn tượng rất là tốt đẹp bởi vì là tôi thấy cơ sở vật chất rất là khang trang và đội ngũ y bác sĩ cũng như là lễ tân cũng tiếp đón tôi rất là nồng nhiệt và hướng dẫn tôi tận tình. Thế nên là tôi cũng đã quyết định là sử dụng cái liệu trình để chữa da ở đây. Trường hợp của tôi thì được bác sĩ Nguyễn Thị Nhạn tiếp nhận điều trị. Sau khi soi da và phân tích thì bác sĩ còn nói cho tôi biết rằng là da của tôi đang bị nhiễm độc corticoid cấp 2. Trên da xuất hiện những cái mụn nước li ti rồi vỡ da và gây ra những cái tình trạng là đau rát, sần sùi. Nếu như tôi không điều trị kịp thời thì làn da của tôi sẽ có những cái nguy cơ là gây giãn mao mạch, rồi viêm da. Lần đầu tiên được nghe đến cái khái niệm mà da nhiễm độc corticoid thì trời ơi, tôi thực sự là rất là hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi. Và nếu như mà bác sĩ cũng có tư vấn và phân tích cho tôi về cái nguyên lý cũng như là tư vấn cho tôi về cái phương pháp điều trị thì tôi cũng tuy là không có chuyên môn đâu nhưng mà tôi cũng có hiểu phần nào và cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thế sau đó thì bác sĩ cũng có hướng tôi đến cái phương pháp điều trị cho làn da của tôi, đấy là phương pháp điều trị nhiễm độc da corticoid của trung tâm. Bạn My đến trung tâm điều trị
thì mức độ của da của bạn bị nhiễm corticoid độ 2. Da của bạn ấy đã có cái sự kích ứng khi thay đổi thời tiết và có hiện tượng giãn mao mạch nhẹ, da nổi hơi một chút sẩn, li ti lên trên da mặt. Thì khi bạn ấy đến trung tâm thì đã được sử dụng phác đồ điều trị là thuốc thang. Thuốc thang uống thì sẽ là điều trị cho bạn ấy theo từng tháng một, và sau 2 tháng điều trị thì bạn ấy thuyên giảm rất là nhiều, cái mao mạch của bạn ấy co hẳn lại và cái tình trạng da của bạn ấy hoàn toàn hết mẩn. Thì cái phác đồ điều trị của bạn ấy khi mà sử dụng sữa rửa mặt thì nó có tác dụng là vừa làm sạch da và vừa làm, có ví dụ như khi bạn ấy có trang điểm thì nó có tác dụng là cái tẩy trang nữa, nên bạn ấy không phải dùng các loại sản phẩm tẩy trang kèm theo. Còn đâu cái kem chống nắng thì khi của da bạn có yếu thì bạn ấy chắc chắn là phải sử dụng kem chống nắng để bảo vệ cái làn da của mình. Buổi tối thì bạn ấy về nhà, bạn ấy rửa mặt và bạn ấy sẽ sử dụng cái sản phẩm Vitamin C Serum để bôi lên trên da của mình, cái bôi toàn lên mặt, nó có tác dụng là đào thải bớt tất cả những cái độc tố trên da của bạn ấy. Tại vì khi da nhiễm corticoid là bản chất của nó bị làm cho da của mình nó xấu đi và nó nhiễm độc, nên là nó đã đào thải các độc chất ấy ra và làm nó co mạch. Nên là khi mà bạn sử dụng 2 tháng thì kết quả của bạn ấy khá là ok. Tôi thực hiện đúng lời dặn của bác sĩ, tức là cứ 2 tuần thì đến tái khám một lần và sử dụng peel phục hồi da để cải thiện tình trạng da. Và mọi người có biết không, tình trạng da của tôi đã được cải thiện rõ rệt và mụn nước đã không còn và những cái vết đỏ cũng nhỏ mờ đi, đặc biệt là tình trạng là căng nhức ở trên da đã không còn nữa. Chính bác sĩ Ngạn cũng phải ngạc nhiên vì tình trạng da của tôi đã được cải thiện đến 80%. Và bác còn nói rằng là nếu như tôi vẫn tiếp tục sử dụng cái liệu trình thì cái tình trạng da của tôi sẽ được cải thiện hoàn toàn. Vợ chồng tôi đến lúc đó thì thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã tìm ra được một cái phương pháp mà tốt nhất để phục hồi cho cái làn da của tôi. Chứ còn trước đấy thì thực sự là tôi cũng rất là buồn, rất là hoang mang, rồi không biết phải làm nào để chữa trị làn da trông nó cũng rất là kinh khủng. Được biết đến bác sĩ Nhạn, biết đến trung tâm da liễu Đông y Việt Nam, đó là một cái may mắn rất lớn cho cuộc đời của tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nhạn. Trong suốt cái quá trình điều trị da cho tôi thì bác cũng rất là nhiệt tình, lúc nào cũng hỏi han và tư vấn cho tôi rất là kỹ càng. Bất cứ khi nào mà tôi có cái gì thắc mắc thì bác sĩ đều tư vấn cho tôi rất là kỹ mà không phiền hà điều gì cả. Tôi cũng thực sự tin tưởng vào chất lượng và dịch vụ của phương pháp điều trị nhiễm độc da corticoid của trung tâm. Qua đây tôi cũng có đôi lời muốn gửi tới các chị em. Cái nhu cầu làm đẹp thì tất nhiên nó là chính đáng, nhưng mà hãy cân nhắc kỹ những cái sản phẩm trước khi đưa lên làn da của mình. Bất kể chị em nào mà đang gặp phải cái tình trạng giống như tôi trước kia, tức là đang sử dụng cái sản phẩm, những cái sản phẩm như là kem trộn hay là kem làm trắng da cấp tốc mà da đang bị nhiễm corticoid, thì hãy thử tìm đến trung tâm da liễu Đông y Việt Nam để áp dụng cái phương pháp phục hồi da nhiễm corticoid bằng thảo dược Đông y. Tôi đảm bảo rằng sẽ có cái kết quả được như ý. Tôi cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nhạn và trung tâm đã giúp tôi lấy lại được cái làn da như ngày hôm nay, giống như là tôi đang được sống lại một cái cuộc đời mới và bây giờ tôi cảm thấy rất là vui vẻ và yêu đời. Nhìn chị My rạng rỡ với làn da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, chẳng ai biết rằng cô đã từng hoảng sợ với gương mặt chi chít những tổn thương. Chắc hẳn sau khi kết thúc phục hồi da nhiễm corticoid tại trung tâm, chị My đang hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc đôi khi không phải là một bến đỗ, hạnh phúc chính là quãng đường đồng hành vượt qua khó khăn cùng nhau. Giải pháp phục hồi da nhiễm corticoid từ trung tâm da liễu Đông y Việt Nam là ánh sáng cho những ai đang tìm kiếm phương pháp phục hồi làn da bị tổn thương vì chót sử dụng những mỹ phẩm kém chất lượng. Với hàng chục vị thuốc quý, lành tính và đặc biệt phù hợp với mọi mức độ tổn thương, kết hợp với phục hồi da tại chỗ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Trung tâm da liễu Đông y Việt Nam, địa chỉ khám chữa, điều trị và chăm sóc da liễu hàng đầu cùng đội ngũ bác sĩ hàng chục năm kinh nghiệm, đẹp từ gốc, tự nhiên và hoàn hảo.